mì lỉ mì chả mì mì dính lỉ đó. Anh mì đổ nước ra mì bỏ vào cái nước mà mì xối cái chỗ tê đi chứ chị. Anh mì xối ướt rồi này. Được đấy là quần. Các bạn nha, mình đang xới để vun đất vô trầu gốc cây các bạn này. Mình vun để mình chăm bón vô cây tầm tơi đây các bạn này. Mình đang xới đất để mình trồng để mình tưới tắm cho nó các bạn nhé, tưới tắm cây tầm tơi các bạn này.